Suốt đời bị phốp lộ. Khi nhóm xung khâm thân nẹ nâng lư. Nó tốc rùi ra bóng mà đu mà nè. Nâng tức phân nê đặc miên đầm lai ra bỏ kê. Khi nhóm xong lăng tên mục tên chọn nhóm khánh xóm mau là đất. Miên nà rong sàn rung nhé nhóm miên vị bạc lời chết. Bờ sân nhóm át lê vi châu lê kẹo vi chào vinh ván. Nụ bì phốp đại khá nhóm ruột nơi mân cò lập chát đôi chán. Nhân nơi miên xong nua nó góc nông khua nè. Không xoay rộp châm lái. Nhóm cất bà khá nhóm cứ chia nẻ xua. Nẹ nà cứ chia nẻ cháy. Nơi sâu vang khá nhóm ngô ngôi. Em tiên cho khá nai ngọt cái. Nhóm chư nơi khá nông phốp on nơi ca. Bì bạc nâng chia xa xa bà ơi. Nhóm đã khá ba châu đông nê tập nê hậu chân cơ nhê ta. Nhóm mùa mơ nơi khá nhóm xoay dôm. Ông vò đã tê bật đá. Mạch bạch vang đôi chia con khám anh. Đại lê nơi khá nông mạch cha. Cha chỉ vật đôi chia quạp ốc. Đại kê lên bài cỏ la. Thời giang na bật sốc vịt mắt. Lê mà chi ông rê. Thu nẹ xoay dôm mọc công lăng. Có khuyên nẹ nà rung lê. Lơ lộn nít rương ạ sơ. Kê chẳng ngăn dụng mốc cho chê. Thuộc kê mân vơ kê chê vật khám anh siêu. Có chê bồng hầu tật lê. Lô hắc nê tra. Sao cho máu tật mân chú spa. Cảm ơn vậy chết đi xóa tay cái đây sao cả. Bật nê tra bóng lạch nhìn tì rương. Đã chứ chặt. Xâm lăng mà mê chú vô sông bế chú vô bố sang chết. Bọn xóa nâu rực cầm lòng bí á đất. Xông nẹ chú ý cái nhóm bí chá đà nà. Cái nhóm bó ខ្ញុំមានស្ទើររហើយចង្វាក់បេះដូងកំពុងតែលោតគ្លីបៃទៅជាចំណៃធ្វើគិតថាផ្លៃវាចំឡៃឲ្យខួរអ្នកវងវិញមានមួយដំឡឹងមិនមានដំឡៃនៅសល់តែមួយជីគុណវិធានាទីគេចង់និយាយណែឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាស្គួតសំដីខ្ញុំខែងទៅតាមភ្លេងអ្នកណាដែលចង់ទៅគួតពេលយប់យកសពថាគេស្អប់គេកប់ចូលដីពុំបួនហ្វីតវាចាំមិនមើលមានកលយ៉ាងមិត្តមួយណាមានចិត្តមួយជួយជីមួយណាមានចិត្តជួយរំលែកតែមួយណាមានចិត្តជួយទឹកភ្នែកមួយណាមានចិត្តព
ជាជនទូរជួរស់ក្នុងពិភពដ៏សែនឯកាដែលគ្មានអ្នកណានៅខ្វល់ទេក៏សងនិពន្ធចម្រៀងបានត្រង់រសតាមខ្យល់ពេលអ្នកស្លាប់ក្តាមមួយឈូសតើបើអ្នកណាអ្នកបិទពេលអ្នកយំចាក់ខោនៅត្រាអ្នកហូសតែលោហិតលោហិតនៃត្រាស្រុតចំមកបិទមិនឈូសបើកម្មវិញជាតិនេះសងតែក្តីសោកកាបិទនៃត្រាបំភ្លេចពីរឿង រួននៅក្នុងជីវិតនេះថាពីបាយ៉ាងណាដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងមិនដើម្បីឲ្យបានស្បាយអរ៉ាបើសិនខ្ញុំនេះចេញធ្វើបំបត្តិរាល់រឿងទុំខាលុំចៅភៀមមកវិញជំនាញទាំងឡាយនៅក្នុងចិនដែរមានអារម្មណ៍ដូចជួមក្នុងទឹកគុកដែលអត់ជំនាញមិនអាចនឹងទៅណាបានដោយសារមានមាសមកពាំងខ្ញុំមិនអាចនឹងហាមខន់ទឹកភ្នែកដែលរៀងនឹងធ្លាក់ចុះបានឡើយអូលោហិតនេត្រ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.